Chào mọi người nha, hôm nay anh em chúng tôi lên Vũng Liêm đào chuột. Nay không có đi thăm gắn mà nay đi đào chuột nè. Chào mọi người. Chào mọi người. Đang. Đã đến đây coi săn bắt sà dinh. Đây nè, bồi bổ cho nó có sức mới đi đào chuột anh mọi người. Thấy không, thấy tôi ốm ăn cái tô nè. Này nó bị lớn mà ăn cái tô vậy các bạn. Quay cái nè. Ăn thử nó không kịp lớn. Chúc giúp tôi quay tiếp tục các bạn ha. Anh em chúng tôi lên đường để đào chuột các bạn. Đây. Được như đây các bạn. Đây, mấy con chuột, bốn con chuột. Mẹ với con gắn. Chị được mới chuột con. Chuột con cho coi. Đây xong. Đây, cắt lúa xong rồi. Quá mệt. Đây đây đây. Thôi, thành quả của chúng em được bao nhiêu đây. Rồi, ngon. Các bạn. Mình quay sơ sơ vậy thôi. Rồi các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Để mình có tiếp tục làm những cái clip mới cho các bạn xem.